Xin chào bạn đang xem kênh C Review. Thì hôm nay trên cái video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách đăng ký tờ khai cấp biển số xe online trên cổng dịch vụ công quốc gia. Thì ở cái video này mình sẽ thực hiện đó chính là trên máy tính nha các bạn. Còn ở một cái video khác thì mình sẽ thực hiện trên điện thoại sau. Thì đầu tiên các bạn sẽ nhìn lên trên màn hình cho mình. Thì đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia cho mình là dịchvucong.gov.vn này. Sau đó thì các bạn sẽ kích vào đăng nhập. Thì ở đây nó có 3 cái cách đăng nhập. Thì đó là đăng nhập bằng tài khoản dịch vụ công quốc gia này, thì các bạn phải tạo tài khoản này. Và đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử thì mình sẽ dùng cái định danh điện tử VSID này. Vì là bây giờ 90% dân số Việt Nam là đã có tài khoản định danh điện tử rồi. Quan trọng là nó ở cấp độ mấy thôi. Thì cấp độ nào cũng đăng ký được nha các bạn, cấp độ 1 nhé. Đó thì mình sẽ đăng ký và đăng nhập vào đây luôn. Này thì mình đỡ phải đăng ký. Sau khi mà đăng nhập như này rồi thì đây là mình sẽ đăng nhập nhé. Thì nó sẽ có mã pin gửi về máy của mình. Đó, mình sẽ đăng nhập là 9426173. Rồi, mình sẽ đăng nhập vào trong dịch vụ công bằng tài khoản VSID. Thì đây là cái giao diện khi vào dịch vụ công, và đây chính là tài khoản VSID của mình. Thì đầu tiên các bạn để mà đăng ký cái tờ khai cho bạn search cho mình, đó chính là đăng ký xe. Đây các bạn. Rồi, các bạn không chọn theo những cái gợi ý này làm gì cả, các bạn search ra. Ok, thì sau khi search ra thì nó cho mình ra bốn cái kết quả như thế này. Các bạn thấy là ở đây nó có đăng ký cấp biển số xe này, cấp tỉnh này, cấp huyện này và cấp xã. Thì mình sẽ đăng ký theo cái cấp biển số xe cấp xã vì mình sẽ thực hiện là cấp xe máy, biển số xe máy. Và ở cấp xã thì công an cũng chỉ được thực hiện cấp biển số ở xe máy thôi. Còn muốn đăng ký theo diện ô tô là phải thực hiện từ cấp huyện trở lên nha các bạn. Ok, thì một cái lưu ý như này nữa cho mình là hai cái trên này là cấp tỉnh và cấp huyện thì chỉ dành cho những bạn nào đang hộ khẩu ở đấy thì các bạn chọn. Còn những bạn mà hộ khẩu thuộc cấp xã mà các bạn chọn cấp huyện hay cấp tỉnh ấy, thì đôi khi nếu mà lên đấy ấy, lên thực hiện ở cấp xã cả cấp huyện hay cấp tỉnh thì có khi là bị các anh công an lại bảo về xã thực hiện nên là mất việc ra, nên các bạn cứ chọn ở tại cấp xã thôi. Đó thì mình cũng sẽ chọn ở cấp xã. Mình sẽ click vào thì đây, đăng ký cấp biển số xe này, cấp công an cấp xã này. Thì ở đây các bạn sẽ click vào cho mình là nộp trực tuyến. Ok, thì sau khi vào cái phần này là nộp trực tuyến này đấy, thì các bạn sẽ nhìn cho mình ở đây là ở đây nó có phần này là loại xe. Các bạn sẽ chọn cho mình là chọn phương tiện xe máy, vì là như mình nói công an cấp xã thì chỉ được đăng ký cấp biển số xe máy thôi. Đó. Thì bây giờ khi mà click vào xe máy thì sẽ hiện ra cho các bạn là chọn thành phố, thì các bạn sẽ chọn tỉnh của các bạn. Mình sẽ chọn tỉnh của mình, sau đó mình chọn huyện. Rồi thì sau tiếp thì mình sẽ chọn cấp xã. Có một cái lưu ý như này, đó chính là đây các bạn nhìn này, xã, phường, xã nộp hồ sơ. Thì tức là phường, xã nộp hồ sơ thì các bạn phải lưu ý cái khoản này là các bạn tìm hiểu trước là xem công an cấp xã các bạn là tại xã bạn có thực hiện bấm biển hay không. Còn chẳng hạn như lưu ý như ở địa phương mình là công an cấp xã tại xã mình thì lại không thực hiện, mà chỗ mình là gộp 3 xã về một xã. Đấy, người dân của 3 xã về tại một cái xã để công an cấp xã đó làm, nên là cái xã của mình là công an không thực hiện, nên mình phải chọn đúng cái xã mà công an thực hiện, mà xã mình được ủy quyền để lên ấy. Đó thì mình sẽ chọn cái xã đấy. Thì ở đây mình sẽ chọn cái xã mà được bấm biển. Rồi ok, sau khi như này rồi các bạn kích vào đồng ý và tiếp tục. Đó thì ở đây các bạn sẽ thấy này, ở đây là các bạn sẽ thấy là nó được điền tự động là xe máy, sang bên này là xe lắp ráp trong nước hay xe nhập khẩu các bạn nhập cho mình. Thì xe các bạn là xịn xe gì thì mình các bạn nhập vào, mình sẽ là xe lắp ráp trong nước. Ở đây tiếp theo là cái phần số seri kiểm tra chất lượng xuất xưởng này. Các bạn sẽ nhìn cho mình là ở đây nhé, là chính là nhập, các bạn nhập cái số seri ở trên cái tờ phiếu màu đỏ mà khi các bạn mua xe mới tại HIT ấy, là các bạn được
cửa hàng cấp cho á, thì cái nhập cái mã đấy chính là mã nào thì các bạn nhìn ở đây, đây chính là cái mã đấy, mã ở trong cái phần ô xanh ấy, thì các bạn sẽ nhập vào cho mình. Ở đây thì mình sẽ nhập sẵn rồi. Rồi tiếp theo là đến cái phần này, nhập cái mã hồ sơ lệ phí trước bạ. Thì cái mã này ấy, là sau khi các bạn đi đóng lệ phí trước bạ ở cục thuế này, các bạn ra ngân hàng nộp thuế thì sẽ được ngân hàng đưa lại cho các bạn cái giấy xác nhận đóng tiền vào kho bạc nhà nước. Thì ở trên cái đấy ấy, nó sẽ có cái phần mã hồ sơ lệ phí trước bạ, mình sẽ đính kèm ảnh của cái tờ giấy lên, và cái khu vực khoanh tròn ấy, là chính là cái mã. Hoặc là khi mà các bạn nộp lệ phí trước bạ xong ấy, thì sẽ có tin nhắn của cục thuế gửi về, tổng cục thuế gửi về cho các bạn một cái tin nhắn, và nó đi kèm với cái mã hồ lệ phí trước bạ. Thì hai cái mã này, tức là một mã trên giấy, một mã với tin nhắn gửi về, nó phải trùng khớp nhau. Nếu các bạn thấy không trùng khớp nhau là có vấn đề nhé, các bạn phải xem lại. Thì các bạn nhập theo hai cách đấy, một là trên tin nhắn điện thoại, hai là nhập cái mã ở trên cái giấy đã thu tiền ấy. Rồi thì ở đây mình đã nhập cái mã đó, sau đó thì các bạn kích vào tra cứu. Ok, thì sau khi tra cứu như này, các bạn kéo xuống dưới cho mình. Đây, thì ở đây nó sẽ hiện ra cái số căn cước công dân của mình này, là mã định danh của chủ xe này. Rồi, chọn giấy tờ. Các bạn ở đây, các bạn sẽ click và chọn cho mình là căn cước công dân. Đó, ở đây thì nó có cái ngày cấp, nó tự động điền. Ở cái phần nơi cấp này, các bạn sẽ chọn theo cái phần mặt sau của căn cước công dân. Nó sẽ hiển thị đây, cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội này. Đây mình đã làm rồi nên là mình sẽ có sẵn luôn. Đó, chứ cứ nếu mà các bạn làm lần đầu nó sẽ không hiện ra cái từ đấy đâu. Đây là mình đã thực hiện một hồ sơ khác rồi nên là nó hiển thị luôn cái tên này cho mình. Rồi, đến đây là tên chủ xe, tức là tên của mình, và ngày tháng năm sinh này. Các bạn sẽ đến đây, các bạn chọn quốc tịch ở Việt Nam, các bạn search đi cho nhanh về Việt Nam hay ở cuối cùng luôn. Đó, EA này. Ok các bạn, thì các bạn cũng search ra, thì mình các bạn gõ luôn chữ Việt Nam vừa xong rồi mình chọn nó nhập nhòa quá, mình search thì nó ra Việt Nam, các bạn chọn quốc gia là Việt Nam. Rồi, thì sau khi như này rồi, đến cái bước kế tiếp là đây, đơn vị cấp giấy chứng nhận đăng ký xe này, và các bạn sẽ chọn là công an của tỉnh các bạn luôn, thì của mình là công an Bắc Giang. Đến đây là tiếp là đơn vị cấp giấy chứng nhận cấp huyện, các bạn lại chọn lại là công an huyện các bạn. Rồi đơn vị cấp giấy thị trấn, thì đây là những cái mà các bạn chọn ở lúc đầu ấy. Rồi đến cái phần này là đây các bạn, đó thì ở đây nó tự động điền rồi, các bạn chỉ cần kiểm tra lại thôi. Đó thì đến cuối này các bạn sẽ thấy này, ở đây nó hiển thị là số điện thoại của chủ xe, thì mình sẽ nhập cái số điện thoại của mình, đó chính là đây, ở đây chính là cái số điện thoại của mình. Ok, thì sau khi như này rồi, các bạn kéo xuống tiếp. Đó, thì ở đây là cái phần đây, thông tin lệ phí trước bạ này thì cũng đã được tự động điền rồi, các bạn chỉ cần xem thôi. Đặc biệt những cái phần mà có dấu sao đỏ ấy, nếu mà chưa điền không đúng này, hay là chưa điền thì các bạn sẽ phải điền vào. Đó, đến đây là xe này, đó, để mã số khung số máy này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, các bạn kiểm tra đến cái phần này, các bạn kiểm tra hết cho mình, đặc biệt là cái phần đây, là phần này, ngày cấp là của lệ phí trước bạ này. Đó, cục thuế này, huyện Lạng Giang, Lục Nam này. Đó thì ở đây nó đến cái phần sau này là loại xe hai bánh này, thương hiệu Honda này. Số loại thì các bạn sẽ biết chính là cái số loại, thì các bạn xem trên cái tờ này, nó sẽ có cái phần số loại ở bên này, thì các bạn nhìn thấy chữ nào số loại thì các bạn nhập cái số loại của cái mã đấy lên đây, mình sẽ nhập, thì ở đây là số loại mình cũng đã nhập rồi. Ok, đến tiếp đến cái phần là màu cái sơn này, màu sơn xe các bạn nhập tiếp, thì mình cũng nhập là vàng đen. Đây, năm sản xuất là 2023 rồi, nó có nguyên rồi, thì các bạn lại kéo xuống. Rồi đến đây, đến cái đoạn cuối này này là hình thức nhận kết quả, thì các bạn ở đây nhé, các bạn sẽ ở đây hiển thị này, đến cơ quan để nhận kết quả này, gửi qua bưu điện tại nhà này, nhận kết quả qua mạng này, các bạn chọn là đến cơ quan để nhận kết quả nhé. Rồi sau đó thì các bạn sẽ kiểm tra lại một lần nữa,
làm sao cho nó chuẩn xác, hợp khớp với những cái thông tin của các bạn ấy. Thì các bạn kích xuống đây là tiếp tục, đồng ý và tiếp tục. Ok, thì sau như này rồi, các bạn sẽ ở đây các bạn, sau khi đến cái bước này thì nó sẽ cho các bạn đến cái bước này, đó chính là thông tin hồ sơ. Thì ở đây ấy, các bạn sẽ tích cho mình vào bốn loại giấy tờ đây. Thì ở đây ấy, là thế nào, là cái tờ này này là cái giấy căn cước công dân của bạn, thì ảnh các bạn gửi kèo để chọn đây, các bạn chọn tập tin nhé. Đó, các bạn sẽ chọn một cái ảnh của các bạn đi, là đây. Đó, các bạn open vào để chọn. Đến như này là giấy giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe ấy. Thì đây là chính là cái tờ giấy này các bạn. Cái tờ giấy mà khi mua xe cũng đi kèm cùng với tờ giấy đỏ này, đó chính là hóa đơn giá trị gia tăng VAT ấy. Các bạn cũng chụp cái tờ đấy, các bạn gửi lên. Thì ở đây mình sẽ chụp cái tờ đấy để mình gửi lên. Open vào. Đó, các bạn chọn đây nhé, phần giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, đó chính là cái phần tờ mà mình bảo đây này. Tờ này này là tờ hóa đơn giá trị gia tăng mà khi mua xe là cửa hàng sẽ phải đi kèm với các bạn, cùng với cái tờ phiếu kiểm tra xuất xưởng này. Rồi, đến cái phần này là giấy tờ lệ phí trước bạ, thì chính là cái tờ mà mình đảm bảo là có cái mã lệ phí trước bạ, các bạn cũng chọn lên. Đây, mình chụp sẵn rồi. Các bạn ơi, đến cái phần này giấy tờ nguồn gốc xe, thì chính là cái tờ màu đỏ này, các bạn chụp bốn cái ảnh của bốn loại giấy tờ này, bốn loại giấy tờ này. Rồi, mình sẽ đính kèm. Ok, thì sau khi mà mình gửi tích vào bốn cái phần này và đính kèm bốn cái loại giấy tờ, đó chính là một là căn cước công dân là chứng minh chủ xe của bạn này, hai là giấy tờ lệ giấy giá trị gia tăng là VAT này, khi mua cửa hàng phải đi kèm này, ba là giấy lệ phí trước bạ là khi nộp thuế cái giấy đấy này, các bạn chụp gửi lên này, bốn là cái giấy phiếu xuất xưởng. Ok, thì như thế này, các bạn sẽ nhìn vào cho mình là ở đây khi mà các bạn gửi xong, các bạn sẽ nhìn vào đây là các phần dấu sao là đăng ký cấp biển số xe gắn máy này, các bạn cứ để nguyên. Và xuống đến đây là các bạn kích vào là đồng ý và tiếp tục nhé. Đó. Rồi, đến đây các bạn sẽ ra lại một lần nữa thông tin. Đó, là các bạn sẽ xem lại những cái mà các bạn đã nhập, thì nó sẽ cho các bạn kiểm tra một lần nữa. Các bạn kéo xuống. Thì đây, các bạn cứ kéo xuống, thì phần này các bạn sẽ không được điền nữa rồi. Đến cái phần này là các bạn chỉ check lại thôi. Đó, đây các bạn, đến phần này các bạn chỉ check lại thôi, xem là nó đã đúng chưa, khớp chưa. Còn lại thì các bạn sẽ không, phần mặc dù nó hiển thị dấu sao đỏ nhưng các bạn cũng không sửa được nữa. Nếu mà sửa các bạn phải quay lại cái bước tiếp. Đây là phần check. Thì sau khi check như này rồi, đấy, xuống đến phần này là các ảnh đây cũng gắn kèm rồi. À, các bạn xem gửi đúng ảnh chưa. Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ nhận được một cái mã xác nhận ở đây. Thì các bạn sẽ nhập cái mã này, đây, O này, O này, Q, E, T này. Ôi, mình xin lỗi, O, O, Q, E, T. Đó, thì như thế này rồi. Thì sau khi các bạn nhập cái mã xác nhận bên cạnh này, các bạn tích vào cái, nhớ tích vào cái phần này là tôi đồng ý chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin cung cấp. Thì đó, các bạn sau khi kiểm tra xong thì các bạn click vào như mình đây, nhập cái mã, đổi mã này, xác nhận này, nhập vào, sau các bạn tích vào đây và các bạn click gửi hồ sơ. Thì sau khi gửi hồ sơ ấy, sau khi các bạn gửi hồ sơ ấy, thì sẽ có một cái mã hồ sơ mình sẽ đính ảnh lên để cho các bạn xem, gửi về cái số điện thoại mà các bạn đã điền ấy. Thì cái mã hồ sơ đấy, thì sau khi mà nhận được cái mã hồ sơ đó, các bạn sẽ đem đợi nhé, các bạn đợi khoảng 1 đến 2 ngày thì các bạn mang cái mã hồ sơ đó cộng với những cái giấy tờ gốc của xe về tại cái cơ
công an xã mà các bạn đã chọn để thực tiếp nhận hồ sơ ấy, để bấm điểm, thì khi đó công an họ sẽ search ra là dựa theo cái mã hồ sơ các bạn nhận được trên điện thoại ấy, để công an họ search ra để họ thao tác bấm điểm cho các bạn. Đó thì như vậy là sau khi mà như vậy xong thì các bạn sẽ được công an cấp cho cái biển số luôn. Đó thì có một cái lưu ý này, tại sao mình lại bảo là chờ 1-2 ngày, vì hệ thống dịch vụ công quốc gia này nó đang phục vụ cho 98 triệu dân, 100 triệu dân Việt Nam, nên là đôi khi hệ thống nó sẽ không được tốt, nên là các bạn dù có cả thực hiện thao tác trên hồ nộp gửi hồ sơ rồi, nhận mã rồi, nhưng mà ngay trong ngày hôm đấy chưa có thể là cái hệ thống nó chưa cập nhật thông tin của bạn lên đâu, nên các bạn dù mang cái mã đấy ngay trong hồn đấy về, có khi là công an họ tìm cũng chưa ra vì chưa được update cái thông tin lên, nên các bạn nên chờ 1-2 ngày hôm sau thì các bạn lên cái công an xã đó, thì khi mà công an xã search ra thì họ sẽ làm cho mình. Đặc biệt là khi các bạn khi mà để mà kiểm tra được cái thông tin mà cái gọi là cái những cái hồ sơ của bạn đã được cập nhật lên chưa ấy, thì các bạn sẽ kích vào đây cho mình. Đây bây giờ coi như mình thì gửi hồ sơ rồi nên mình không thao tác là gửi hồ sơ tiếp nữa, mà mình sẽ ra ngoài làm từ đầu thôi. Đó, các bạn đợi mình chút. Rồi, đây mình sẽ quay lại. Mình sẽ không gửi hồ sơ mà mình vừa xong hướng dẫn, thì để mà check cái hồ sơ của các bạn đã được cập nhật trên cái cổng dịch vụ công chưa, là các bạn click vào đây cho mình. Đây, thông tin cá nhân này. Đó, thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy này, là cái phần mà khi mà cái thông tin của bạn đã được cập nhật trên hệ thống này là nó sẽ hiển thị như này, là có hai hồ sơ xử lý này, của mình đang có hai hồ sơ chờ xử lý mới, đang chờ xử lý, và nó hiển thị là mới đăng ký. Thì khi nó hiển thị như này rồi thì các bạn sẽ về được xã để mà thực hiện bấm biển. Còn khi mà các bạn vào cái phần đây dịch vụ công này, xong rồi kích vào dịch vụ công của tôi mà nó chưa ra cái phần cái những cái mã hồ sơ của mình mà của bạn nhận được ấy, mà chưa thấy hiển thị ở đây ấy, thì tức là công an ở xã họ cũng chưa search được ra đâu, nên là các bạn cứ phải đợi 1-2 ngày thì hãy lên công an xã. Đó thì sau khi mà công an xã họ search ra được hồ sơ thì họ sẽ cho các bạn bấm điểm ở tại công an xã. Và nếu bây giờ thì hầu như các phôi biển số là được cấp sẵn rồi, dập sẵn rồi, nên là chỉ cần bấm xong là công an xã họ sẽ cho các bạn phôi luôn để các bạn về lắp ở xe, và đợi 1-2 ngày hôm sau các bạn lại quay lại công an xã để mà thực hiện nhận cái cà vẹt hay đăng ký xe, cái tờ đăng ký chứng minh xe đó. Đó, vậy là đã xong hết cái thủ tục để cấp biển số xe từ trên từ thực hiện ngoài thực tế cho đến dịch vụ thực hiện online trên dịch vụ công. Đó thì video của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video này, xem lại subscribe kênh của mình nhé. Xin chào các bạn.